thì Lâm đã đưa chiếc nhẫn này trở nên tầm cao vô cùng khi giá trị và chất lượng đẹp từ tinh tế và sự hoàn mỹ của chế tác hoàn thiện sản phẩm cao cấp Luxury tại Kỳ Lân Luxury. Mặc dù chiếc đồng hồ này không có kim cương hột xoàn nhưng mà chiếu lấp lánh vì sự phản chiếu trên từng cái chi tiết thép này và từng cái chi tiết hoàn thiện ở những cái giác cạnh góc của các ô vuông này. Bây giờ Kỳ Lân sẽ thử đeo lên tay của mình, cũng như cái logo trên bộ logo đôi giày Kỳ Lân cũng vậy. Chỉ có 3 viên kim cương trong cái logo vương miện thôi. Và 3 viên kim cương đó chắc chắn là mỗi bên đều chiếu lấp lánh rồi. Nhưng mà sự lấp lánh không kém những viên kim cương đó chính là nhờ vào thiết kế của những ô vuông này có những giác cạnh và ánh sáng bóng từ vàng nguyên khối chủng hội ngoại và hai bên đường viền ở dưới và trên logo, từ ý tưởng của vành bezel trên đồng hồ Rolex. Nên là những cái khía hai bên ở dưới và trên logo vương miện này cũng lấp lánh vô cùng, mặc dù không phải là kim cương, chỉ là vàng nguyên khối và chuẩn hội ngoại với công nghệ máy móc chuyên nghiệp của Kỳ Lân để khía chạy tia như trên vành bezel đồng hồ Rolex, và kết quả là chiếu lấp lánh như thế này. Đây, giờ Kỳ Lân sẽ đeo vào, rất là lấp lánh, long lanh. Còn kết hợp với một chiếc nhẫn kim cương hộp xoàn như thế này nữa thì giá trị sẽ tăng lên gấp rất nhiều lần. Đây là một chiếc nhẫn vàng 750 trắng và viên chủ là tương đương 12 ly. Kết hợp với hai bên hông của chiếc nhẫn, mỗi bên là 4 viên, mỗi viên là 5 ly tư nữa. Một chiếc nhẫn là full vàng nguyên khối 750 trắng kết hợp với những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn, thì Lân đã đưa chiếc nhẫn này trở nên một tầm cao vô cùng khi giá trị và chất lượng đẹp từ tinh tế và sự hoàn mỹ của chế tác hoàn thiện sản phẩm cao cấp Luxury tại Kỳ Lân Luxury.